lịch thi đấu U20 nữ Việt Nam tại vòng loại U20 nữ châu Á 2024. Cập nhật lịch thi đấu của U20 nữ Việt Nam tại bảng F vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024. Diễn ra trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ theo kết quả bốc thăm tại vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam ở bảng F cùng với các đội tuyển Ấn Độ hạng 61, Singapore 134, Indonesia 97, vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến 12 tháng 3 năm 2023. Bảng F do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tại vòng loại này, 31 đội tuyển được chia vào 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Xác định 8 đội nhất bảng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Mới đây, huấn luyện viên trưởng Akira Iziri đã chốt danh sách 25 cầu thủ đợt thi U20 nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024. Với nòng cốt là những gương mặt đã từng tham dự giải U18 nữ Đông Nam Á, dưới đây là lịch thi đấu của U20 nữ Việt Nam tại vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.